già cũng sắp mất rồi. Dạ, quay heo. Dạ. À, thì giờ tổng này của mình là vượt qua cái thời gian tăng trưởng, vượt qua thời gian đạt được hai tỷ. Nếu mà đạt thì sẽ phát triển thêm nữa thì đó là 6. Cho nên là giống heo của mình chậm như là đó. Thank you.
Nó thời gian nó y như mình nuôi cắm viền. Rồi. Đơn giản. Xong rồi.